và các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Charges 105 lột xác điên đảo người xem với cái chèn chân Crabo đỉnh cao. Charges 105 là mẫu xe hai thì không còn là lắm anh em chơi xe trong thời gian gần đây, với kiểu dáng thể thao thời trang cùng với đó là có động cơ hai thì với âm thanh đặc trưng vô cùng hấp dẫn. Charges đây được xem là một cái trào lưu hiện nay của cái dòng xe hai thì ở Việt Nam. Hiện tại để sở hữu con xe này, người dùng phải chi ra số tiền hơn 200 triệu đồng. Tuy vậy, không thể ngăn cản được cái sự ra đời nhiều mẫu độ đến từ cái dòng xe này. Và cái chiếc xe đầu tiên dưới đây là một nhân chứng cụ thể. Dàn chân nguyên bản của Charges được xem là rất điện lạc, nhưng do sở thích đam mê độ chế và muốn tạo ra cái tính riêng của chủ xe mà anh ta chia ra số tiền hơn 10 triệu đồng để tạo cho mình một cái cặp mâm Dana chính hãng cho Nhật Bản sản xuất, từng được sử dụng trong những mùa chạy đua ở bên cái xứ mặt trời mọc. Phía bên thắng đã dùng cái cụm của Crabo Crash đơn giản, gọn nhẹ nhưng có hiệu năng sử dụng tốc cao, kết hợp cùng chiếc bình dầu AM làm cái ổ chứa dầu rời tạo cái điểm nhấn. Phía bên tay con, người chủ lựa chọn hiệu Domino. Cái dòng sản phẩm này được làm bằng nhôm đúc nhìn đơn giản nhưng đem lại khả năng cắt con nhẹ nhàng để bất ngờ. Trang bị cho mình chịu lực Matrix kẹp sườn với hành trình 110mm đi cùng chế 10 xe đất chỉnh nặng nhẹ khác nhau để hỗ trợ người chủ giữ tốt cái phần đầu xe chống sập đất và độ cao. Ở dụng cho mình bên đặt Crabo sản phẩm tháo xe M6 đem lại khả năng khả thắng sao hơn và áp suất dầu cũng mạnh mẽ hơn so với cái dòng Nissin nguyên bản theo xe. Hệ thống cho sử dụng cho mình là phục Nissin có mức giá khoảng là hơn 20 đồng để kiểm soát hành trình đèn hồi bánh sau không bị sần lắc khi bột cua ở độ cao. Sự kết hợp giữa phanh của cái chiếc Charges đoạn này được nâng lên một cái tầm đẳng cấp mới. Cái sự kết hợp của hai dòng Crabo Bridge hai bên đối xứng phía sau có mức giá trị gần 20 triệu đồng, chưa tính cái cồng pha lắp, đĩa phanh và cả cái bộ dây dầu tắt tiền. Tuy nhiên cái dàn trang bị này sẽ đem lại khả năng giảm tốc tốt hơn so với cái phần nguyên bản rất nhiều. Exciter 1/10, một cái bản nâng cấp toàn diện từ trong ra ngoài. Cái chiếc Exciter 1/10 độ bên dưới đây đến từ một biker biển ở Nha Trang, được trang bị cho mình độ công mạnh mẽ với cái sức mạnh là 62 cùng với đó là hàng loạt option thăng cấp. Phần đầu chiếc xe được trang bị cái đèn 2 tầng, một món đồ chơi chính hãng của SimFast, sản phẩm dành riêng cho cái chiếc Exciter 10 có dụng với cấu tạo như zin nên không cần chế cháo một cái chi tiết nào, đem lại ánh sáng cũng tốt hơn không gây chói mắt người đối diện. Phần ốp cũng là một cái món đồ chơi của hãng SimFast nhưng sản xuất dành riêng cho cái dòng SX Việt Nam sử dụng. Chèn chân tận dụng cái dàn trước của Exciter 105 có cái phần nhựa nhám sao dài hơn, hạn chế tối đa cái tình trạng là chất bẩn bắn thẳng vào thân máy. Bên cạnh đó, chiếc xe còn trang bị cho mình cái đĩa của gaffer với kích thước là 260, được bắt vào mâm trước thông qua rất lầm CNC. Phần lốc máy cũng được sơn một cái tông màu vàng đồng, đây là phong cách thường thấy những cái bản FX Kim độ bên trường Kindle. Bộ cấp phía sau cũng được thay lại rất đẹp, giúp cho dàn chân trở nên nhẹ nhàng hơn. Cách độ này thường được thấy trên những mẫu xe chuyên garage. Chiếc xe độ lại cái công suất nội công quá cao nên bắt buộc người thợ phải tháo phần lốc máy ra, độ thêm giò đạp phòng hờ một số trường hợp đề máy không được. Xung quanh bộ lốc này là nhiều chi tiết ốc kỳ năm được điện phân lên cái màu xanh lục bảo kết hợp cùng với ốc thâm nhất tím đỏ bọc. Chặt ốc này ta thấy có ảnh quen thuộc hệ thống chia sao. Ở dụng cho mình phục Crashboy được sản xuất dành riêng cho cái chiếc Exciter 10 có dụng với cái tổng chiều cao là 305mm. Đi cùng với cái núm chỉnh để kiểm soát hành trình đèn hồi được êm ái hơn, cứng cáp khi qua những ổ gà. Và giá của Exciter 1/10 2019 hiện nay được bán vào tầm là 47 triệu đồng, chưa bao gồm thuế ra biển số. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.